Mới uống sữa xong hả Thám? Bữa nay sức khỏe ổn không? Ok không? Ok ha. Giờ ca cổ được không? Thì nó ra, đi ra ngoài. Cũng ra ra ngoài với điện thoại hư rồi nghe. Ủa rồi bữa hổm thấy đi mua dép đâu không thấy? Dép đâu rồi? Đó. Bầu đi mang dép cao đó đó. Nhớ ổn hả? Sao bữa hổm mua mua dép không, mua cho bà ngoại ăn đo luôn, mua cho mẹ không vậy? Tặng bà ngoại ăn đo luôn. Bà ngoại chuẩn bị đi đám cưới đó, tặng cho bà ngoại nguyên một cái đôi hài đi. Ông ấy mua ở chợ mua cái củng luôn. Đồ ngoại mà củng. Cái đầm luôn. Đúng rồi, mua đầm cho ngoại mặc đi chấn động. Đôi dép nào cao cao mua. Rồi đi có da dập dập té một. Mình biết nghĩa nhờ. Chứ có gì. Vậy á mà thôi bị thôi gặp ổng với bả đó hay là cắn luôn. Nếu là, mà tôi nghĩ muốn ăn bị bay nè bà nội. Vậy là có nghĩa là cái bữa đó là cô ba là vậy đó ha, đập lương hương cái bị quở không cô hai? Không biết nữa, giờ nó nói nó tương gì đó ai biết nha, biết chắc, nó ra giận tương. Chắc hối lỗi á. Ha. Nhiều người nấu quá. Bây giờ chảnh chắc mấy đứa em nó chửi, nó bà làm ăn gì. Bởi lại với ông Dũng làm mà gì nè. Ra lớp nhà cái mình ra. Trời ơi, là trời Tết năm rồi bị. Lớp nhà im nè. Im mà ha. Hấp nhang xinh ha. Dũng không? Anh Dũng giái ha, xin độ cho mọi điều tốt đẹp. Cái này chú biết từ đâu ra không? Cái này nè. Không. Tôi với nó lúc đó nó còn có mình mà không có thấy mặt luôn. Cái tôi nói nè chú quả làm sao mà ba tôi giống y gan như chuyện cũ vậy mà y gan giống cái hình y gan tôi mới lấy nè. Sao mà ổng hay thiệt ổng làm y gan vậy trời, tôi lỡ tôi thấy tôi giật mình á. Tôi nói cho ba tôi ngồi tôi mới chịu nè. Ông nói ừ, cô muốn sao tôi làm gì đó. Quả, 100 tôi 100. Là 200 ngàn. À 200 đó. Có 100 tôi 100. Nói chị có tiền không? Tôi nói mày quả đi rồi mày đưa tao trước 100 đi. Hùng lợi. Ừ hùng lợi hai chị em làm đó. Rồi đứa này đòi lấy đứa kia đòi lấy tôi không chịu. Rồi bữa hổm nó ra nó cự không biết cách sao trong này tôi cũng không biết luôn. Có bà đấy nghe. Mình tôi có bà đấy nha. Thì tao có nghe đâu. Lo cãi thôi mà bữa đó tao chút mặt tao bị chút vậy nè. Hai chữ thường hai mà cái đấy. Mày cũng chữ nó cũng chữ bây giờ không lẽ tao binh hết hai đứa. Không lại mà. Chữ không lẽ mà nhịn. Thế để mày nhịn đi. Chữ mà nhịn nó nhịn nhịn mày nhịn đằng mà lắm nha. Vậy nó chữ tao để rồi đó, giờ tao cũng nhịn nó chứ có khác biết gì đâu. Tao chị nó mà. Nhưng giờ nó biết thương tao rồi đó. Mấy chữ mới nói nè. Bỏ đó chữ nè. Chữ nói à, bà ôm ra đi. À, bà ở nhà ông Dũng thì tao nói mày đừng nói vậy. Nó cái hình này á là tao với nó quạ mà mày ba thờ đó để nó thờ đi. Bữa đó tao ra tao nói rồi cái nó đi rồi tao mới ôm nó nói nè cái hình trả tao bữa nào cũng đút ba dưới bằng thờ hết trơn mà mày làm ăn vậy mày dành về mày không thờ tại sao để lên trên rồi đem xuống đút dưới để tao trả lại cho Dũng. Mày làm ăn kỳ quá à, cái này của tao với người thờ, tao với Nhân Dũng của mày sao mày và chỗ nào thờ có chỗ. Tao nói nè hồi đó giờ mày thờ tao thờ ông ba thờ mày thờ được thờ còn thu ngoại thờ được thờ mạnh đứa nào thì thờ không có đứa nào dành đứa nào hết trơn á. Cái này là của tao, tiền của tao với Dũng Hùng chứ không có của mày vô 50 xu nào chứ. Bà ra ngoài bà nghe lời Dũng bảo ê nó ở nó ăn nó làm gì làm tao đâu có xin tiền đó mày nhớ kỹ. Nó cũng chửi tao hàng ngày hoài mày thấy không, tao đi xin tiền tao tiêm thuốc cho nó cũng chửi tao à. Nó là em tao nó cãi mày à, bây giờ đi em mày ăn hết cái nhà rồi mày chết còn đó không? Chị chết tao mày thấy nó đau mà mày chết bà bỏ được không? Làm gì tao bỏ, em tao bỏ. Mày thấy bữa hổm đau không? Một tay tao chết tui. Bây giờ nhận qua thì bây giờ mình nhút lại mình bỏ mình giờ mình bỏ qua. Tao có bỏ thì được trong đâu. Trong một cái khoảnh khắc nào đó mình tức giận thì mình chữ thôi. Nhưng mà qua vài ba ngày tự nhiên cái mình cũng là cái nấm ruột. Sao bỏ trời được? Ơi. Tôi ha nó chửi tôi hàng ngày lấy chứ biết tôi đi sinh năm mấy hôm trước rồi mới bả nó thôi mày dắt nhỏ đi đi rồi bây giờ nó bắn mì trong á mà nó không nhìn mẹ nó nữa. Nó nói mẹ nó hôm qua kia vậy đó bà nó bắn bả đòi thương tao nói anh bằng cặp bún nó hiền dữ rằng nó chú nói gì chứ nó ngồi cứ hỏi nó không có nói chuyện không? Nhỏ đó nó kỳ lắm chú nói mẹ bà đó bả đòi thương con của con mà bả đòi thương sao thương được vậy thôi cái tao nói bà nào mà dắt tao qua mà nó không dám. Mày dắt tao qua, mày dắt tao qua rồi tao nói chuyện bà đó. Bà nào mà nói không phải con mày, tao nuôi nhỏ tới lớn mà nói không phải con mày là sao? Thôi đi mẹ ơi, y gan như bà ngoại. Thôi đi mẹ, bỏ đi.
nó bị ít bữa, nó nhớ thì nó về, không nhớ thì thôi. Thôi bà đi ra đó bà nói chuyện với bà đi mẹ. Nó nói giờ tôi hồi sáng là tôi mới nhắn với cái bà mà quen bà ra bà tiếp nè. Tôi nói bà nói với cái bà tiếp nhà bà đó, bà nói là con tôi bà đòi thương nè, mà cháu tôi nuôi thì tôi cũng mang ơn bà, mà con tôi nó nhìn con của nó thì đòi kêu công an, đòi kêu đi, kêu tôi còn nói, tôi còn nói khác nữa. Bà dụ con tôi, dụ cháu tôi hồi đó giờ nó ở với tôi, mà nó ra đây nó chơi với bạn bè nó, mà bà dụ con cháu. Ô là trời ơi, cái miệng ngon nè. Con chị Huệ, ô chị Huệ nấu cái gì vậy? Nấu trà. Trà ha. Nấu trà bữa nay là có hộp mật đầy đủ bà con dòng họ Suya hai bên. À, bà ngoại nè. Con Suya. Cái này Suya của mẹ, bác xôi. À bác xôi. Bác xôi là xôi của mẹ chứ đâu phải xôi của tôi. Dạ, rồi đây cô hai cũng lại chơi nè. Phải không? Lúc trước là cũng hiểu lầm căng thẳng đúng không? Cô hai với bác xôi bà ngoại thắm. Bà nha. Bây giờ. Có đâu có hiểu lầm, có. Hiểu lầm không? Cái bữa mà thấy ổng. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ hai bác cầm lên cụng ly cho nó vui, cho bà con thấy là hòa hợp đi. Yeah. Đó, vui không? Không giận, đó, không giận hờn. Giận hờn là nút tay bằng ngồi. Đúng rồi, nó vui vẻ để ra tiền. Rồi, cầm lên đi. Buồn phiền. Đi quậy luôn. Đó, cầm lên. Rồi, anh nha. Đó. Đó. Không giận hờn, vui vẻ. Vui vẻ để ra tiền. Buồn phiền mang bệnh hoạn. Đó, mua nước mà không có trà mà chị Huệ bắt buộc phải đi nấu nước sôi làm trà để mà cho ngồi tâm sự nói chuyện về cái vấn đề gì chị Huệ. Bé Thắm chuẩn bị đi sanh phải không? Dạ. Ờ, bàn bạc cái chuyện đi sanh nè. Nè, uống nè. Bàn bạc bây giờ chưa sanh là cho tay. Dạ. Thì nữa. Em cũng nói chị Huệ rồi đó, nếu mà có xuống dưới á thì cứ điện cho em qua, em hỗ trợ cho dù, tại vì anh chị không biết chữ á thì không em coi giấy không biết điện đâu nữa. Thì số điện thoại cô em có chưa các rồi mà không biết điện sao em giải bảo không ta kêu ta điện giùm. Đúng rồi, bà ngoại nó đúng cái gì kêu chị nhờ nó ở điện giùm chú điện đó đó cái gì chú gì chứ mấy chừng dài bảo vậy nó tên em có luôn vậy không có luôn tên đó mà nữa cái này kêu ta bấm vô cái tên phải không? Dạ đúng rồi. Có tên đó chị nhờ người ta bấm giùm đó, rồi lúc đó em chạy qua em sẽ ấy giùm cho em qua coi nữa. Hồ sơ giấy tờ giùm cho mỗi lần ông ba ông ở tại Đông Thiên á. Dạ ông già ở tại Đông Thiên ông ba tôi nè ông này nè nói nhanh nhé nhìn nữa vào đây nhanh nha. Dạ nói tên em là được à. Ông này nè ông chạy tại Đông Thiên đấy bích bà cũ mỗi lần. Bữa nay vô đây thấy gia đình vui vẻ quá ha. Ủa gọi anh Dũng đâu chị Huệ? Đi sửa cái điện thoại vậy đó. À đi sửa điện thoại rồi ha. Mày đưa coi Thắm ơi Thắm. Trời ơi là trời gì mà xếp đồ tôi thấy bức tức. Xếp đồ à, cô hai xếp. Ở đây coi. Cô hai xếp đồ giùm cho Thắm. Ủa Thắm không biết xếp hả cô hai? Không biết xếp hôm qua rồi bây giờ ăn ra nữa. Ủa xếp rồi hả? Xếp ngồi rồi hả? Xếp ngồi rồi hả? Xếp ngồi rồi giờ phải xếp nữa. Không có gì vậy. Nôn lắm rồi. Nè đem mà đem vài bộ đồ cho nó mặc nghe bà ơi. Cái thằng ấy gì nó đồ nha. Đem bộ đồ cho nó mặc. Em hai ba bộ chứ ba bốn bộ. Ba bốn bộ rồi. Đi, ở ba bốn ngày. Đây đồ. Nó đem cho ba bốn người đen á. Coi coi. Cái đồ nào gì đâu. Đó rồi mé đó. Không quấn đâu trời. Không có mé nữa bà. Cái tấm tả bự này nè. Có kìa, giùm cho nó gõ cái mấy nè. Tao đưa đây bà ơi. Đó, cô hai xếp giùm luôn nè. Đưa đây coi. Nói nó ngồi kìa. Ta bỏ ta xếp luôn rồi. Đưa đây. Nè đồ này đồ đem theo mẹ nè. Vậy bộ được rồi nè. Còn đứa kia đây. Tấm quán. Còn cái tấm bự nữa. Không có. Đó. Cái tấm mền là không có phải. Cái tấm này nè lúc mà đem ra phải không đó. Cái này mình cuộn ngang cái này nè. Đó như vậy đó. Cuộn ngang làm như cái quần vậy đó. Người ta đem chút đỉnh thôi. Tôi coi. Tấm đi mà cả thọt. Cái nào nhất cái nào nổi. À mấy cái miếng tam giác đó ha. Rồi đem chừng nào về nhà ha lấy quần. Ra tháng nữa. Nói rồi bà hư cũng được. Cái này cho nó gì không? Xem đi coi. Còn nhỏ nữa mà bự nó làm nặng nó nè. Đó cô hai soạn lại. Không phải đâu. Cái này nè, cái tấm nhỏ được, còn cái tấm nữa người ta quấn được. Mà mình nè, nó mắm này nè, nó nãy nè.
không quấn nữa. Làm mấy cái này là bà con cho ha chị Huệ? Không quấn nữa. Không, không phải, cái đó không, cái đó là đem về. Đó là đi ngoài đường ha. Cái này đem về. Cái tấm mà cái như cái tấm quấn bự á. Bự giống như cái này nè, giống... cũng quấn được luôn nè các à. Được rồi. Tấm rồi. Bự giống miếng khăn bự đó. Ừ. Thì hai miếng này là quấn được rồi. Hai miếng này quấn được rồi. Rồi xuống dưới quấn được rồi. Xuống dưới cho mình mua nè, cái khăn này nữa nè. Khăn này nó giống chân nhỏ giống như vậy mà. Nó nào nó hết rồi. Đây nè, ta khăn nhỏ đâu mà tiêu hết chân rồi nè. Nó nào nó hết này. Gì? Nó nào nó hết này. Dạ em hết nè. Ba đem cho chút đỉnh thôi. Sẵn chị nó đi nè. Có đi á thì là mua một cái sách giấy á. Dép với Barbie á. Ờ Barbie đó. Đồ bắt đầu mua cái này dài. Chưa gì chân mà bỏ vô theo chi nè. Mua dài thằng nhỏ. Bữa giờ bao nhiêu á? Trời ơi là trời. Về nhà cái bà ơi ra thác của quần đâu mà mặc nè. Cái cải đâu mà. Cô hai à, cô soạn giùm nè. Ta biết mình ta nấu giùm cho mà cải nè. Tới chừng nữa gần về ha. Người ta nắm ngang vậy nè. Quấn em bé lại cho nó chặt đó. Cấp mà nó trong á. Đó. Đó, kiểu này nè, ta xiết đó, xiết kiểu này nè, đó, nó quấn em bé lại. Đó quấn hai ta em bé đựng cho dễ dụ á. Người ta ôm về, còn tao quấn với cái này nè, tao quấn rồi tao đổi cái này lên. Chị Huệ biết quấn không? Rồi tình hình này chắc chị Huệ chưa biết quá. Để đứa mà mình dạy nó mà. Nhưng mà trong đó nữa bác sĩ nó có chỉ không ta? Đâu có chỉ, không. Chỉ hả? Không có chỉ. Không chỉ luôn hả? Không chỉ, tự mình. Vậy là chắc tự mình. Không à. Chắc tự mình là sao? Tự mình không à. Tự mình quấn. Lạ mà lại nó tắm nó quấn rồi mình về mình quấn lại. Thì nó mở ra nữa. Thì có gì nữa chị Huệ hỏi. Mình quấn lại cái chai tay cháu nó. Còn ở trong nè, lấy dài cái nốt này nữa nè. Ờ, dễ thương. Nó dễ thương ha. Lấy cái nón. Chùm đầu á. Cái nón nhỏ đâu? Nón nhỏ. Cái nè, cái này người ta đem theo lúc mà ta ôm về đó, ta đi xe về. Nón này được không? Sao còn mép mà nó đâu mượn nữa hả? Lấy không dụng. Đó nè. Dài cái nón đi chừng nữa ta thay đổi chứ. Là rửa kiếm. Nó nói nghe. Nó nói mặt ra. Ờ, cô hai chỉ dẫn ha, cô hai đã từng nuôi cháu mấy lứa mà nuôi con nuôi cháu mà. Rồi đó, vậy là soạn sẵn bị đồ gọn gàng. Sắp ra nữa, sắp hoài. Có chừng mời thấm đem ra xếp nữa. Cái nhờ cô hả? Rồi ta lấy cái bội đó đó. Gì hả? Ngoại xếp rồi đó ha. Giờ đem xếp nữa. Ờ, này, mua mấy cái bình sẵn ha, cho chú vậy. Người ta tặng cho đó ha. Đó, người ta tặng nhiều quá nè. Đó vậy? Cái đó gì vậy? Đó mình sữa. À, xúc bình sữa đó ha. Yeah. Em muốn mà là rửa được rồi. Người ta lúc mà muốn cho nó bú á, ở dưới nó có một bình nước nóng, một bình nước lạnh. Nè. Rồi ta mới xúc. Người ta xúc luôn, người ta rửa đàng hoàng. Rồi rửa nước nóng ha. Ừ, nước nóng. Ở dưới bệnh viện là có chỗ cho có. Mình cái bình thủy, chị đem bình thủy ha. Tao nha. Tao chỉ cho để người ta chữ. Rồi nói sao người ta hổ. Ừ. Không bao giờ hứng cái bình thủy được. Dạ. Bị gì nó có cái đồ bên đây nóng bên kia nó lạnh á. Ta để cho em bé này nè. Khi là chú cho hứng một thao thôi. Chú chơi cái bình thủy này nè. Của người ta cái độ giờ tỷ. Cái bình thủy này mơ 20 độ. Mà cái kia có 10 độ hả. Chú hứng hoài là cái thùng nó phải hư thôi. À. Ta chữ. Thì đó có bà nào là hứng. Cái đầu nhà thương người ta nói tại sao mà cô không nói. Cái đó là người ta để mua trong chuẩn bị cho là cũng như con nít mình đêm sốt đó là mình lên bên đây lạnh bên kia nó nóng à, cái máy nóng lạnh đó hai giò riêng biệt ha. Ờ hai giò riêng biệt mà chú uống bên đây nó lạnh như đá luôn. Dạ. Yeah. Mình xin bên đây miếng nước nóng, bên đây miếng nước lạnh là đặng mà bằng bên nít mà nó sốt đó à, mình có ấm mình ấm lao lao nó mình lao lao hoài lao hoài nồi mình đi xuống không hay là trên này nó đủ chết đi. Bởi vì người ta mua cái bình thủy đừng có hứng đâu đó.